Mặc dù đã về đích nông thôn mới vào năm 2020, nhưng cấp ủy và chính quyền xã Văn Yên luôn xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, tiếp tục phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, trong đó ban hành các nghị quyết, kế hoạch về tăng cường vận động nhân dân, hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025. Trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương xác định là lấy cái nội dung mà mở rộng các tuyến đường giao thông trục xóm liên xóm làm trọng tâm. Đầu tiên là xác định là công tác tuyên truyền. Tại vì là tất cả các phần đất để mở rộng này là đều là đất do bà con dân hiến. Thế thì đến nay thì là trong toàn xã thì có 15 xóm, thì đã có 10 xóm là triển khai thực hiện. Thế còn lại 5 xóm là chúng tôi phấn đấu từ giờ đến tháng 7 này là chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành cái việc mở rộng mặt bằng. Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên ở các chi bộ, từng thành viên ban công tác mặt trận của 15 xóm tích cực bám sát cơ sở. Song song với đó, đảng viên của xã Văn Yên đã tiên phong, gương mẫu đi đầu, hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo gỡ tường rào, chặt cây cối, góp phần lan tỏa phong trào hiến đất làm đường giao thông tại địa phương. Gia đình tôi thì cũng tham gia hiến đất là với số diện tích là khoảng 80 mét vuông, cả đất ruộng, đất thổ cư. Gia đình thì cũng rất là đồng tình trong cái việc mở đường và cũng nêu cao cái tinh thần tự giác của người đảng viên. Và cũng ra nghị quyết là ban tác mặt trận cùng chi bộ là tất cả những ông bà trong ban tác mặt trận là tham gia những buổi hiến đất mà làm là không lấy 1.000 nào của bà con. Mục tiêu là vận động nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường trục xã, liên xã từ 2,5 đến 4 mét lên thành 6 mét để tạo tiền đề, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Mặc dù nằm ở địa bàn miền núi xa xôi, nhưng Văn Yên lại là xã đi đầu không chỉ ở huyện Đại Từ, mà cả tỉnh Thái Nguyên thành công trong việc vận động nhân dân, đồng thuận hiến đất mở rộng tất cả các tuyến đường giao thông trục xóm, liên xóm lên 6 mét. Đây chính là điển hình cần được nhân rộng, lan tỏa trong toàn huyện, góp phần chung tay xây dựng thành công huyện Đại Từ, đạt huyện nông thôn mới trong năm 2023.